vui tại vì có nhiều chị em ủng hộ chương trình và tham gia, chứ không riêng gì một mình bản thân mình, cho nên là rất vui và rất cảm ơn FTL đã tài trợ chương trình này cho mấy chị em. Bình thường thì 8 tháng 3 thì các bạn nữ cũng thường được nhận quà và các bạn nam chuẩn bị rất là chu đáo, nhưng mà ngày hội áo dài thì nó như là một cái nét mới trong công ty mình mà chưa lần nào được trải qua. Từ lúc mà đi làm ở công ty FPT đến giờ thì nói chung là ngày hôm nay là lần đầu tiên thấy mọi người là mặc áo dài đồng loạt, các nữ giới mặc áo dài đồng loạt, rất là đẹp. Áo dài là quốc phục của Việt Nam. Khi mà mặc áo dài nó sẽ tôn lên cái vẻ đẹp của người Việt Nam. Một cái vẻ đẹp thước tha, duyên dáng của người Việt Nam sẽ được phô diễn hết với tà áo dài. Chúc cho tất cả các chị em phụ nữ là không những ngày mùng 8 tháng 3 mà tất cả các ngày trong năm rất là ngày nào cũng xinh tươi và đẹp đẽ, nhiều sức khỏe. Nhân ngày 8 tháng 3 thì chúc cho tất cả các chị em tại FPT thăng tiến trong công việc, ngày càng xinh đẹp hơn, và nếu những bạn mà chưa có người yêu thì sẽ có người yêu, những bạn đã có gia đình rồi thì gia đình ngày càng hạnh phúc rồi.